có một bạn comment rất là dài, đại khái là muốn tôi lụm một con đi Kamen Rider RS Black. Wow, cái con đó là đã được kết hợp trong Power Ranger á, mà lụm gì mà lụm, chơi đâu phải đồ ve chai đâu mà lụm. Ủa, mới lụm được nè nha, của ai để quên vậy? Alo, này của ai? Và thế là đủ bộ Power Ranger vs Kamen Rider mà bạn đã nói ở trong comment đó nha. Đây là một tập rất là đặc biệt. Tập này đã có sự xuất hiện của Kamen Rider lần đầu tiên kết hợp với Power Ranger nha. Đó, một cái tập Friend in Need, là một người bạn được cần trong cái sự hợp tác của ngày hôm đó. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp và review ngay cái con Kamen Rider này. Sau đó tôi sẽ kết hợp lại thành một bộ giống y chang như trong phim, để mọi người cùng có thể chim hoài niệm lại về cái tập phim huyền thoại đó nha. Bây giờ mở hộp con này nha. Cái hộp Kamen Rider này thì nó cũng rất là đơn giản. Nó chỉ có dòng Masked Rider Black RS nè, nó ghi như thế này thôi. Bên đây là hình con Kamen Rider màu trắng đen. Trắng đen chứ không được màu nữa, tôi không hiểu sao. À, chắc là dòng Black RS cho nên là nó để cái hình màu đen đó. Mặt sau thì nó lại có hình này, hình đủ màu nha. Một hình thì ở tư thế là pose dáng cầm gươm, một cái là ở tư thế là đang dùng hai cái chân để kích đá. Rồi, hộp này mở chưa ta? À, hộp này là của một người bạn, một người bạn tặng cho mình, một người bạn, một người em tặng cho mình cái hộp này nha. Kamen Rider của chúng ta, con này được sản xuất năm 2009 nha. Đây, mình đã mở hộp rồi, cho nên bây giờ mình chỉ lấy ra để review thôi nha. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn lắp ráp nè. Có mấy cái chi tiết nhỏ xíu thôi mà cũng có tờ giấy hướng dẫn lắp ráp này để làm gì tôi cũng chả biết. À, một cái miếng nền. Miếng nền này là đặc trưng của dòng SHF. Rồi, mở ra nha. Rồi, mình sẽ có một, chỉ có duy nhất một cái khay như vậy thôi, không có hai lớp giống như nhiều phụ kiện giống như các bộ cuồng phong mà mình đã mở. Nó cũng ít đơn, nó cũng đơn giản, nó cũng ít có phụ kiện lắm. Rồi, mở ra luôn. Đó, mình chỉ có một cái bộ. Ủa, sao có cái tay lẻ ở đây nhỉ? Cái tay nó nằm ở đây chứ. Đây, mình sẽ có một bộ tổng cộng là 2, 4, 5, 6, 6 cái bàn tay thay thế, một cây gươm và một con action figure nằm giữa nha. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy nó ra và review chi tiết cho mọi người cùng xem luôn nha. Aha, mới vừa chạm vào cái này tôi tưởng nó là nó cứng nhưng mà không. Nó bằng nhựa dẻo nha, nó mềm giống như là cái sừng của con dế vậy đó. Cái dòng mà Kamen Rider mà cái kiểu truyền thống như thế này là cái kiểu mà ngày xưa á, tôi rất là thích nha. Còn bây giờ á, cái kiểu Kamen Rider bây giờ cái cảm giác đó nó nhiều góc cạnh, nó nhiều detail chi tiết quá, mình nhìn nó dễ bị rối. Còn những cái con mà cổ điển như thế này nè, nhìn cái cảm giác nó thích mắt hơn. Và nó cũng hoài cổ giống như ngày xưa tôi đã từng chơi những cái con Kamen Rider này. Ngày xưa tôi kêu là siêu nhân người ruồi hay là siêu nhân người dế. Đó là cái dòng Kamen Rider đó nha. Đây, Kamen Rider thì con này cũng đơn giản, chúng ta sẽ có một cái khớp tay ha. Đây có một cái giáp mở lên được nè, khớp tay đưa ra. Đó, khớp của SHF thì nó rất là đã, rất là nhiều khớp. Khớp chân nè, nó đưa ra nè, banh ra luôn. Wow. Và mình có thể xoay nó như thế này. Đặc điểm của dòng SHF là nó có cái khớp bàn chân như thế này nè nha. Đó, cái khớp bàn chân mình có thể co nó lên như thế này. Đó là đặc sản của SHF. Mình cũng có cái khớp cổ nè, xoay qua xoay lại được nè. Chưa có chiến đấu gì hết mà rớt đầu rồi. Chi tiết của cái con này cũng khá là đơn giản ha. Ngoài cái khớp hồi nãy tôi đã nói rồi thì chúng ta sẽ có một cái này giống như cái đồng hồ nè, cái máy biến hình ở bên tay trái nè. Rồi đây là cái phần ngực
phần ngực thì nó cũng có 6 múi, 6 múi mà dồn lại thành một. Rồi ở đây là cái thắt lưng nè, tôi rất là thích cái helmet của nó nha, tôi rất đặc biệt, tôi rất thích cái helmet. Helmet có cái này là cái râu này nó bị dẻo nè, và cái phần mắt nè, cái phần mắt này đúng giống như mô tả y như con mắt của con ruồi luôn nha, nên mình gọi nó siêu nhân người ruồi là đúng chính xác luôn á. Phần lưng thì cũng không có gì đặc biệt cả, nó gần như là nó trống trải ha. Tiếp theo là mình sẽ nói về 6 cái bàn tay thay thế ha. 6 cái bàn tay này thì cũng đơn giản, không có gì để nói cả, chỉ có đặc biệt là có 2 cái bàn tay này nè. Đó, để tôi lấy ra cho, 2 cái bàn tay này rất là đặc biệt đó. Nó đặc biệt ở chỗ là nó mô tả lại cái bàn tay đang đang gồng lên như thế này nè, đang co lại như thế này nè, đó đó, đại khái là vậy. Rất là mình gắn vô cũng dễ lắm, mình chỉ cần cái này, tay trái mình giật bên đây nha, mình chỉ cần giật cái này ra nhẹ nhàng nè, đó, có khớp âm khớp dương rồi mình gắn vào thôi đó. Mình đẩy một cái nhẹ nhàng là nó vô rồi, có vậy nhẹ nhàng mà sao chạy dữ vậy. Rồi rồi đó, đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi ha. Cái thanh gươm này thì nó có cái hơi hướng dạng giống như cái kiểu Star Wars kiểu vậy, giống như là gương, thanh gươm ánh sáng nè, laser đó. Ở đây hình như là cái quạt nè, nó quạt lên cái đưa ra hình thanh gươm laser nè. À, đẹp ha, giống như ở trong cái phần mô tả của cái hộp nè đó. Đó, đẹp ha. Rồi và tập phim đặc biệt này thì ngoài Kamen Rider không thể nào thiếu Power Ranger nha, và 6 anh em Power Ranger xuất hiện trong cái tập đặc biệt đó, bao gồm siêu nhân trắng được thủ vai bởi Tommy Oliver nha. Thì cái bộ mà Power Ranger Mighty Morphin SHF này á, chung dòng với con Kamen Rider á, thì cái bộ đang trên tay tôi chính là bộ kỷ niệm 20 năm Power Ranger được phát hành năm 2013 nha. Cái bộ này thì nó gồm rất 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 là nhiều con, không phải chỉ có riêng 6 con này thôi đâu, mà nó còn rất là nhiều con ở phía sau nữa nè. À, chúng ta sẽ có một con màu đen mặc giáp cũng bản kỷ niệm 20 năm, con màu đỏ mặc giáp, và Green Ranger nha. Đây, Green Ranger thì cái bộ này nó cũng giống như là cái bộ SHF của Nhật thôi, nó không có khác gì so về cái mặt body ha. Nó chỉ khác ở nhiều nhất là ở phần hộp. Phần hộp tự nhiên có cái logo Power Ranger kỷ niệm 20 năm này vô là tự nhiên nó mắc hơn. Nó mắc hơn cái dòng SHF của Nhật rất 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 là nhiều lần luôn. Ồ, không phải nhất bất nhiều lần. Nó nói vậy thì hơi lố. Nó chỉ mắc hơn tầm một chút xíu thôi. Yellow Ranger này á thì đây mình sẽ có một cái body nữ ha. Body nữ của một con Yellow Ranger. Bản Nhật thì đó là một con body nam. Body nam về phần weapon á, về phần vũ khí á, thì nó cũng giống giống y chang nhau luôn, nó cũng được cho bao nhiêu đó vũ khí, không có thêm bớt gì hết. Thì cái bộ này á mình khá là thích. Đó là bộ kỷ niệm 20 năm mà new seal luôn, mình chưa khui bao giờ, cho nên mình sẽ quyết định là ngày hôm nay nếu kết hợp chung với Kamen Rider thì mình sẽ khui một bộ cũng new seal luôn, nhưng mà bộ Nhật nha. Mình không muốn khui cái hộp này ra, bởi vì cái hộp này á, nó có cái phần mà nhựa trong này nè, khui ra đó nó mở ra mở vô á, nó dễ bị cái mép á, cái mép của nhựa đó nó dễ bị mất á, mình không thích, cho nên mình muốn để nó lại thành new seal như thế này luôn. Và mình cũng có thì clip nào cũng khoe là cái hàng của mình lúc nào cũng được dán một cái bọc kính như thế này đó, rất là đẹp ha. Khen hoài, bây giờ mở ra thôi nè, mở ra. À, trước khi mở giới thiệu thêm một cái bản đây mà tôi cũng đang sở hữu, đó chính là bản kỷ niệm 25 năm nha. Nó được phát hành năm 2018. 2018 kỷ niệm 25 năm. Đây, mọi người có thể xem kỹ.
Body của nó thì gần như là giống y chang 99%. Nó chỉ khác một cái là nó thêm một cái helmet của Tommy Oliver nha. Và vũ khí hình như là vũ khí nó ít hơn thì phải. Vũ khí nó ít hơn thì phải. Để lát nữa mình khui ra rồi mình xem bên trong thủ cái con này nó sẽ như thế nào nha. Thì cái phần 3 của video này, phần cuối thì mình sẽ khui ba cái hộp phiên bản kỷ niệm 25 năm này. Bây giờ mình chỉ giới thiệu trước cho mọi người cùng xem. Đó, phiên bản kỷ niệm 25 năm, chúng ta sẽ có thêm một cái helmet của Tommy Oliver nè, rồi cái helmet này của Jason chứ không phải của Rocky nha. Helmet này của Jason, mà cái mặt này tôi thấy nó không giống mặt của Jason lắm, mà cái bản The Face này nè, tôi thấy nó giống như là cái face ở trong cái truyện tranh comic hơn là cái face của diễn viên thật nha. Mặt sau thì chúng ta sẽ thấy được The Face luôn. Và cái đặc điểm của cái khuôn mặt này á, là khuôn mặt này được in 3D mà cái dạng in bột nha. Đó là một cái thế hệ in kiểu mới, cho nên là chúng ta sẽ có những cái chi tiết mắt, mũi, đồ được được in 3D lên trên đó luôn, được sơn vi tính lên luôn, rất là đẹp. Đây chính là cái hộp Tiger Ranger, tức là phiên bản Yellow Ranger của Nhật đó nha. Đó, hôm nay mình sẽ khui cái hộp này nêu siêu luôn nha. Đó, mình sẽ có, chỉ có riêng cái hộp này là có cái box cắt tông thôi, còn những cái hộp khác thì mình không có box cắt tông. À, nêu siêu. Đó, bên trong một cái hộp new seal mới thì nó sẽ như thế này nha. Như đã nói thì tôi sẽ giữ nguyên full bộ chính hộp new seal này và tôi sẽ khui bộ Nhật nha. Bây giờ bắt đầu, đầu tiên sẽ là Tiger Ranger. À. Thứ hai sẽ là con Pink Ranger. Và nhân vật tiếp theo Blue Ranger. Biết là màu mè để mọi người giải trí mà thôi, chứ thực chất ra là tôi có một cái bộ không có được nguyên vẹn của cái bộ Nhật nha. Đây, hai con này thì có đủ nhưng mà lại thiếu cái con đỏ đó, thiếu cái con đỏ này bản Nhật đó, chỉ có bản Mỹ thôi. Bản Mỹ này thì vẫn là à, bản Mỹ này thì có khui rồi. Bản Mỹ này thì đã khui rồi, cho nên là tôi sẽ lấy cái bản Mỹ này để tôi kết hợp vào thành một cái bộ Nhật nha. Đó, tạm thời là như vậy. Con màu trắng này tôi cũng khui rồi luôn nè. Đó, thì tôi sẽ mở nó ra để kết hợp vào. Về cái phần mà hộp á, thì màu vàng này đi. Cái hộp thì chúng ta sẽ thấy là nó giống nhau cái mặt, nó khác nhau cái mặt trước nha. Đó, chúng ta thấy giống khác nhau mặt trước. Nhưng mà cái mặt sau á, nó lại giống nhau, nó gần như giống nhau hoàn toàn luôn. Đó, về cái bow dáng nè, đó, nó giống nhau. Mặt sau của con Green Ranger, Blue Ranger nè, mặt sau của con Blue Ranger nè. Đó, mọi người thấy nó cũng tương tự, nó cũng giống giống nhau, không không có khác gì nhiều hết á. Thêm mặt sau nè, đó, giống nhau ha, nó giống nhau luôn. Mặt sau của Black nha, đó. Nó cũng khá là có nhiều điểm tương đồng. Rồi, và con đỏ này thì của tôi sẽ là con đỏ mặt giáp nha. Đây, con đỏ mặt giáp phiên bản Mỹ, nó được là sản xuất năm 2013 nè. Cái con đỏ thì 2013, còn những cái con khác á, thì nó là 2013 và 2014. Con đen này mình không có bản Nhật nha, nhưng mà mình có bản Nhật của con xanh Green này, mặt sau của Green bản Nhật nè. Đó, mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm một cái cổ nè, cái cổ có một lá cờ Mỹ, không hiểu sao bản Nhật mà lại có lá cờ Mỹ. Đó, có một cái thắt lưng Mỹ. Mặt
mà bản Mỹ thì lại không có cái đó. À, hai con đỏ này New Seal và tôi sẽ để dành để clip sau tôi quay nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ có mặt 6 anh em ở trên bàn của tôi là tôi sẽ khui ngày hôm nay. Phía dưới là hàng Mỹ nhưng mà phía trên lại là hàng Nhật. Nhưng mà không sao, quan trọng nhất ở đây là chất lượng để kết hợp với con Kamen Rider RS tạo thành cái bộ phim huyền thoại đó nha. Rồi, bắt đầu phim này đi. Phim này thì tôi khui rồi nè, mở ra. Đó. Phim ha. Cái hộp của phiên bản Nhật á, thì nó sẽ không có cái miếng lót nền ở trong đây, tại vì nó kín hoàn toàn luôn, nó không có trong suốt để mà lót cái nền che đi cái phần mà màu cạch tông của cái hộp nha. Đó là con Pink. Con tiếp theo sẽ là con Tiger Ranger này nha. Tiger Ranger này thì New Steel nè. Rồi tôi sẽ khui nó ra luôn. Đó. Wow. Nó lại có thêm một cái cây búa nữa. Cây búa của con đen nữa. Phiên bản Mỹ á thì chúng ta cũng được tặng kèm theo một cây búa nữa nha. Tôi sẽ khui tiếp cây con màu đen ha. Sẽ còn Mammoth Rancher. Đó. Ở phiên bản Nhật thì họ gọi thẳng luôn cái con siêu thú luôn. Ví dụ như con voi Mammoth thì là Mammoth Rancher chứ không phải là họ gọi theo cái màu Black Ranger. Wow. Wow. Con này New Seal luôn nè. Wow. Vui luôn. Lỡ rồi. Con này New Seal nha. Vui luôn nè. Rồi. Vui nhiều con New Seal rồi nha. Mở ra nè. Black Ranger. Wow. Rồi. Con màu đen này tôi cũng chả hiểu tại sao mà nó được tặng nhiều vậy nha. Tặng một cây... cây kiếm của siêu nhân đỏ nè, rồi tặng thêm một cái cặp vũ khí của siêu nhân xanh nữa. Sao tặng nhiều dữ vậy ta? Rồi, con này thì nó còn nằm trong cái bao này, tôi cũng không biết là nó có New Seal hay không. Đó. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Wow. New Seal luôn mọi người ơi. New Seal nha. Rồi, tôi sẽ khui ở bên đây, bên hàng có chữ nè. Wow, nãy giờ khui nhiều con New Seal rồi nha. Ôi. Hai, New Seal. Mở ra. Wow, Triceratops Ranger này nó cũng khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là nó có nhiều cái vũ khí ở đây nè. Nó có một cặp là ở dạng rời. Còn một cặp là ở dạng kết hợp thành một cái cây dài luôn nha. Một cái cây thương dài luôn. Chúng ta cũng được thêm một cây cung nè. Và một cái cặp của con Yellow Ranger. Ở phiên bản Mỹ thì nó giống y chang luôn. Coi như nó lấy nguyên cái case này nó bỏ qua. Nó chỉ thay đổi là cái bao bì, cái hộp thôi nha. Tiếp theo sẽ là bạn đỏ Red Ranger của phiên bản Mỹ nha. Thì phiên bản Mỹ hay Nhật gì nó cũng sử dụng chung một cái case giống y chang. Kỹ quá làm gì, bây giờ mở ra nó cũng khó nè. Đó, nó dính sùm lum. Đây, siêu nhân đỏ của chúng ta đây. Đó. Con này thì đã mở rồi ha. Tôi sẽ mở qua thông đây. Thì mọi người lưu ý là mình khi mà mình cắt cái siêu mới á, mình nên cắt cái phần bên giấy nè ha. Bên giấy mình mở ra. Vì cái hộp của mình á, lúc mà mình mở ra bên bên giấy á thì nó gấp ra gấp vô nó rất là bình thường. Còn cái phần bên đây á là cái phần mà nó bằng nhựa, mở ra mở vô vào á nó sẽ không có giữ nguyên được cái định vị này, nó sẽ làm cái hộp của mình xấu đi. Một cái điểm mà rất đặc biệt ở chỗ bản kỷ niệm 20 năm của phiên bản Mỹ mới có thôi, chính là như nãy tôi có nói á, là cái phần bìa này mục đích của họ là để che cái phần cạch tông, cái giấy cạch tông ở dưới thôi, tại vì cái nhựa này là nhựa clear. Một cái công dụng nữa đó là khi mà mình lấy cái con siêu nhân này ra bên ngoài mình chơi ha, thì mình sẽ có thêm một cái đích, mục đích của cái miếng này nữa là mình che nó lại như thế này nè. Đó, mình nhét nó lại ha, mình nhét nó lại, nhưng mà thay vì hồi nãy là nó nằm dưới đúng không, thì bây giờ mình sẽ cho nó nằm trên. Đó, nó nằm trên.
tôi ví dụ như là cái con siêu nhân đỏ này tôi đã lấy ra ngoài tôi chơi rồi ha, thì tôi lấy ra ngoài tôi trưng rồi, tôi sẽ bỏ nó lên vào lại đó, bỏ vào lại cái hộp để tôi cất cái hộp, thì cái miếng này nó sẽ che cái phần trống của cái con siêu nhân lấy ra ngoài để lại, cái con figure để lại á, con xanh của chúng ta nha. Cái con này mình mua second hand, họ đã cắt hai đầu luôn rồi. Rồi mở ra. Oh, White Ranger, Tommy Oliver. Con này, con này chưa khui mấy bạn ơi. Con này chưa khui. Bảy chiến binh này thì nó có một cái sự trùng lập về mặt vũ khí nha, nhưng mà về mặt Ranger thì nó khá là đẹp, khá là hợp lý. Con Red Ranger này thì nó rất là đẹp đó, mọi người thấy về cái độ chi tiết và sắc nét của phiên bản mà SHF thì không thể nào chê được. Đây khớp của nó nè, khớp của nó thì cũng giống như cái con Kamen Rider mà tôi đã review lúc đầu, nhưng mà nó sẽ không có cái giáp cầu vai ở đây, nó chỉ có một cái chỗ này nó tách rời ra để mà có thể đưa cái tay cao lên như vậy ha. Đó, khớp của SHF này thì nó rất là bá đạo đó, đưa chân lên nè, đưa ngang qua như thế này luôn đó đó. Ôi trời. Nó xúc ra luôn, nhưng mà không sao, nó là cái chốt âm dương mình có thể gắn vào được đó. Ngoài mọi người thấy không đó, cái khớp gối của nó rất là đã ha. Đó, nó tới hai khớp ở đây nè, mình bâu chán nó rất là thoải mái luôn, không có sợ gì cả. Đó, xoay nè, thoải mái luôn, hai khớp bụng luôn nha. Thanh Swole này thì mọi người cũng có thể thấy được cái chi tiết của nó nè, cái lưỡi sword nè, cái lưỡi kiếm nè, đó nó có được đủ những cái chi tiết ở đây luôn, chi tiết rằng ri này nè. Ở phiên bản Lightning Collection á thì nó không có đủ chi tiết này, nó chỉ làm cái G vào thôi. Cái Play Blaster nè, đó chúng ta sẽ có hai dạng, ba dạng luôn, và cả một cái dạng mà nó dùng để kết hợp. Cái dạng này là cái lúc mà nó kết hợp với lại cái thanh này, cái bộ này hình như là ở bên phiên bản Nhật á thì họ sử dụng nhiều. Đó là cái cây này nè, cái cây này mình không nhớ rõ nó là tên gì, nhưng mà ở về phiên bản Nhật á thì họ sử dụng nhiều, còn ở bản Power Ranger Mỹ á thì ít sử dụng cái cây này, chỉ có sử dụng Play Faster là chính thôi ha. Con trắng này thì phụ kiện của nó khá là đơn giản, nó chỉ có một cái body chính, cái hai cái bàn tay thay thế và hai cái cây gươm thôi. New Seal của nó rất là trắng nha, New Seal có thêm một cái seal ở đây nữa nè, đó cái seal ở đây. Phần khớp thì nó giống như trang cái con đỏ rồi, mình không có review khớp nha, mình chỉ nói về cái vũ khí thôi. Đây cái bao khôi nè, ở phiên bản Nhật đó là mình sẽ tháo ra được ha. Đó, chi tiết nè, chi tiết những cái detail đó, helmet nè rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp. Cái thanh gươm này là Saba này là dạng mình để gắn vào trong đây nè, gắn vào trong bao kiếm nè, thì để mà gắn vào á, đây mình gắn vô đâu được đúng không, mình sẽ tháo ra như thế này đó, mình gắn cái lưỡi vô trước, xong rồi mình sẽ gắn cái phần chui vào, xong cây Saba. Tiếp theo là Green Ranger này nha, Green Ranger bản Nhật. Mình sẽ có hai cái dòng này nè, cái thắt lưng nè, một cái là cái thắt lưng Green Ranger, có một cái lá cờ Mỹ. Đó, nó vẫn có cái lỗ này để mà mình gắn cái bao đựng Ryan Dagger vào được nha. Nó không có thiên về màu xanh lá cây rất nhiều, mà nó có vẻ giống như thiên về cái màu xanh ngọc nhiều hơn. Chúng ta sẽ có một cái Dagger. Cái Dagger có chi tiết rất là đẹp nha, detail nè. Đó. Thanh gươm bóng tối này thì chi tiết của nó cũng khá là đẹp, được làm rất là chỉnh chu, rất là đúng với lại cái phiên bản mà đóng phim luôn. Rồi sau khi mà tôi chia sẻ về cái phần khớp á, của ba cái con này rồi, thì những cái con còn lại này không có gì để nói cả, bởi vì cái phần khớp của nó giống y chang luôn, nó giống y chang, không khác gì hết, và cái độ chi tiết của nó cũng không khác gì hết, nó chỉ khác ở cái màu sắc và khác ở cái phần helmet, cái phần nón nó sẽ khác thôi. Được rồi, tôi nhớ rồi, có một cái con màu hồng này là nó là body nữ, và nó có một cái váy nữa, thì tôi sẽ mở nó ra. Yêu siêu nó còn cái miếng ở đây nè, cái miếng chặn này chặn cái phần váy với lại phần mông nè. Body nữ thì mình sẽ có cái váy này thì nó sẽ xẻ ở đây,
nó xẻ ra ở phần hông bên đây, để khi mà mình có dơ cái chân thẳng lên á thì nó cũng không có bị tách cái váy ra. Phần cung này thì mình lát nữa mình sẽ ráp thử coi, để mà mình kết hợp thành cái phiên bản mà power plaster á, 5 cái gắn vô lại á thì sẽ như thế nào nha. Đó, cái chi tiết à, phần chậm đây nè, rất là chi tiết. Mặt này là mặt dưới ha, mặt dưới vẫn được sơn những cái đường chỉ màu hồng rất đẹp luôn. Đặc biệt mình sẽ có một cái bàn tay thay thế là cầm sẵn một cái thanh cái mũi tên luôn nha. Đó. Còn ở phiên bản mà Lightning Collection mà mình đã review rồi đó thì nó là cái mũi tên này rời và cái bàn tay này rời luôn. Thì khi mà nó kết hợp nó cầm cái mũi tên như thế này nó rất là khó khăn. Thì mình lại thích cái kiểu mà nó đúc sẵn như thế này. Mình đánh giá cao cái phần này nha. À, tôi mới phát hiện ra một điều rất là mới nha. Đây, xoay qua đây, con đen, mở con đen này ra luôn. Tôi mới phát hiện ra một điều, đây là dụng ý của anh Đai cả. Hai cái cây búa này nó hoàn toàn khác nhau nha. Đó, wow. Đây, mình cái cây này mình không có trượt lên được giống như cái phiên bản Lightning Collection. Mà đây chính là phiên bản để mà cái dạng súng để mà mình gắn thành cái Power Sword nha. Wow, đây. Còn cái đây là cái cây búa này thì nó là dạng búa để cho Black Ranger cầm. Wow, nó hai cái khác nhau nha. Và đây nữa nè. Wow, rất nhiều chi tiết khác nhau. Cái cây màu vàng này, cái cây thương màu vàng này nè, là cái cây của con Tiger Ranger để cầm chiến đấu. Còn cái này chúng ta sẽ thấy một cái chốt ở đây để gắn vào cái Play Plaster nha. Đó, mọi người thấy không? Wow, Bandai có dụng ý của họ hết chứ không phải là bị trùng lập gì đâu nha. Đó, cái này chúng ta sẽ thấy nó sẽ to hơn. Cái này nó nhỏ và nó dài để cho Tiger Ranger có thể cầm nắm được dễ dàng. Còn cái cây này thì dạng súng nè. Dạng súng thì nó sẽ to hơn và nó có chốt gắn. Wow, giống như cái cây màu xanh này cũng vậy nha. Đây, cây màu xanh này thì nó to hơn nè. Nó to hơn và nó có cái chốt gắn vào Play Plaster nè. Đó, wow. Một điều mới phát hiện ra của dòng SHF này luôn. Bandai họ thật thâm túy. Còn cái thanh gươm này, đó, mọi người thấy không? Nó có một cái chốt để gắn vào trong cái cây cung. Cây cung này sẽ là cây cung mà gắn vào cái Play Plaster nha. Đó, có những cái chốt này để gắn nè. Đó, nó sẽ... Để mình so sánh với cái cây này nha, nó sẽ dài hơn. Đó, mọi người thấy chưa? Nó sẽ dài hơn nè. Đó, nó dài hơn hẳn so với cái cây của con Pink Ranger cầm. Rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp nó ở dạng chiến binh và để cho nó đứng kế con Kamen Rider Black OS đó nha, để tạo thành cái bộ kia. Cá nhân tôi rất là thích cái team này, nhưng mà về cái tập phim mà Power Ranger mà với Kamen Rider đó thì tôi cũng không thích lắm, bởi vì chủ yếu là cái nói chuyện á, chủ yếu là nói chuyện thì nhiều, còn cái những cái màn đánh đấm rồi thì hơi ít, với lại cái cảnh mà trong cái phim đó cái nền nó hơi tối, nó làm kiểu hơi tối, tôi cũng không thích lắm. Và tôi thì chủ yếu tôi thích những cái cách tay, những cái Megazord, cái con lớn, thì trong cái tập đó không có cái Megazord nào được kết hợp, bởi vì đa phần Kamen Rider thì không có những con Robo đó ha, họ chủ yếu là chiến đấu đơn lẻ bằng kỹ năng như thế này thôi. Và clip sau tôi sẽ review tiếp ba con kỷ niệm 25 năm này nha, và còn thiếu ba con mặt giáp này nữa. Mọi người cùng chờ xem trong video tiếp theo nha. Rồi, mọi người thấy sao về Power Team Up Kamen Rider với Power Ranger này? Comment phía dưới cho tôi biết nha.